Ây da, công nhận mình ăn nhiều thì nguy cơ chết luôn. Thôi kiếm chỗ nào dùng mới được. Oh no. Ủa, cái gì đây? Cấm đổ rác. Cấm đổ rác. Mày cấm đổ rác hả mày? Tao giục ở đây luôn à. Mày cấm đổ rác. Mới sáng sớm dòng xe ra trước nhà để mình quét dọn để lát nữa có tiệc dọn chơi. Ủa trời, sao con mình ghét ở đây vậy? Nỡ lần nào mấy thằng kia, mấy thằng quỷ sứ này dục ghét trước cửa nhà mình, quá chi là mình không để bạn đổ ghét. Mình để bạn đổ ghét trà ná như vậy mà nỡ lần nào nó dục như thế này. Mình gặp nó là mình lụng mới rồi. Thôi chuyện qua rồi, bây giờ mình sẽ dục đúng nơi công cộng mới được. Chết cha rồi, chết rồi. Trời ơi, có nhiều đây rồi, xe này từ thời ông có nội mình đổ lại cho nên nó chạy ra là nó xúc sơn à. À, chính là anh, hôm qua anh dùng ghét trước cửa nhà tôi đúng không? Tôi đã để cái bảng cấm đổ ghét rồi mà anh còn cố gắng đổ ghét, không thể nào tin nổi được. Giờ tôi sẽ chừng ngày kể anh. À, tôi có biết gì đâu. Chính là anh đúng không? Cái gì đây, cái gì đây? Bạo ghét nè, bạo ghét nè. Bạo ghét nè, nhận chương giật chương có rồi mà anh còn chối cãi nữa hả? Trời ơi, đây là trùng hợp đó ông ơi. Tôi đi ngang đây xe xúc sơn chứ ai dục rác ở đây. Tiếp thôi. Ui, ui, cái vụ gì vậy cả? Sao hai thằng có đứng cãi nhau hoài vậy? Tao nói thiệt, chỉ là vô tình thôi, tôi chạy ngang đây đi dục rác mà. Vô tình cái gì mà vô tình? À, hai cha nội nè đang cãi nhau về cái vụ dục rác mà hai ông nội đâu có biết là mình dục rác đâu. Tôi nói là tôi không có. Anh đừng có chối cãi nữa, nhân chứng vật chứng đi rồi anh đừng có chối cãi tôi nữa. Trời, không có đâu mà. Ủa, thằng kia mày nhìn gì vậy? À, lại thêm một cái hàng nhiều chuyện. Ủa, hàng kia nó cầm cái bịch gì thế kia? À, không có gì đâu, không có gì đâu. À, bị bắn rồi, anh không có gì đâu. Thôi, hai anh cãi lộn tiếp đi. Đâu, bị bắn đâu? Đâu bị bắn đâu? Mấy ngày nay tao tức lắm rồi đó. Thằng nào mà nó giục ghét trước cửa nhà tao không à? Đâu, bị bắn đâu? Không có nhân nhị gì hết. Ủa, cái này bắn của mày hả? Cái này ghét không à? Mày ăn đi, mày ăn đi. À, chính mày là cái người đổ ghét trước nhà tao đúng không? Đúng không? À, chính là mày, mày dục rác làm tao nãy giờ bị chửi quá trời luôn. Em biết lỗi mấy anh ơi, em biết lỗi mấy anh ơi, thôi em sai rồi mấy anh xin lỗi em đi. Cái gì mày sai rồi còn bắt hai em tao xin lỗi hả? Mày xin lỗi. Ê, mày xin lỗi. Mấy anh ơi, xin lỗi cho em. Khoan, dừng lại rồi. À, được được được, thằng này biết lỗi rồi. Em biết lỗi mấy anh ơi. Em xin lỗi mấy anh nha, mấy anh không dám dục chỗ này nữa đâu. Mà anh dục chỗ khác. Mà anh dục chỗ khác. Đi, mày chụp có khác á. Trời ơi.